tài sản, một thành phố không yên bình. Kiên quyết thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đáng sống thì không thể để tội phạm hoành hành như hiện nay. Ngành công an sẽ tái lập lực lượng NPC huyền thoại chuyên nhắm vào tội phạm cướp giật ở thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị khán giả, những hình ảnh cướp giật chắc chắn sẽ khiến cho nhiều khán giả phải rùng mình về an ninh trật tự những ngày này tại thành phố Hồ Chí Minh. Đúng là đến lúc huyền thoại SBC, lực lượng săn bắt cướp phải được tái lập trở lại. Sự tái lập của họ sẽ trấn an được lòng dân, sẽ là một lá chắn bảo vệ an toàn cho những người dân không may trở thành đích nhắm của những kẻ phạm tội. Niềm tin của người dân đang được củng cố và SBC của thế kỷ 21 có tạo được tên tuổi ngày nào hay không? Tiêu điểm của ngày hôm nay sẽ cho quý vị câu trả lời và tôi là Thụy Vân. Thông tin thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Công an tái lập lực lượng SBC đã có từ 2 tháng qua, nhưng đây là lần đầu tiên Công an thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho một đơn vị báo chí phản ánh quá trình chuẩn bị cả về lực lượng lẫn quy chế hoạt động của đội hình này. Xin được giới thiệu tới quý vị, đây sẽ là những chiến sĩ mạnh mẽ và quả cảm nhất được chọn ra từ những cảnh sát hình sự đặc nhiệm hiện có. Những công an đặc nhiệm này phải tập luyện từ 6 đến 7 tiếng mỗi ngày. Không chỉ giỏi võ, họ còn phải tập chiến đấu bằng súng đạn trong nhiều môi trường khác nhau. Đây. SBC được thành lập chủ yếu để trấn áp tội phạm cướp giật trên đường phố. Thế nhưng trong tình hình mới, họ cũng phải quen với việc đối đầu với các băng nhóm có tổ chức, thậm chí là các tình huống khủng bố bắt giữ con tin. Phải đảm bảo được hai yêu cầu. Thứ nhất, về đảm bảo được yêu cầu về nghiệp vụ, tức là phải đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm trên đường phố. Nhưng thứ hai cũng phải đảm bảo được những cái yêu cầu đảm bảo an toàn cho người dân. Một vụ bắt quả tang cướp giật trên phố của các cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Trên thực tế, cảnh sát hình sự sẽ là lực lượng chính tham gia vào đội hình SBC sắp tới. Tuy nhiên, không chỉ đổi tên, SBC cũng sẽ có nhiều quyền hạn hơn trong đấu tranh tội phạm. Ví dụ như luật điều tra hình sự có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 tới đây sẽ cho phép công an có thể trưng dụng phương tiện, tài sản của công dân trong quá trình bắt tội phạm. Đây là một cái mô hình chúng tôi thấy rất là đúng với lại các cái quy định của pháp luật trong cái phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Và đối với đội đặc nhiệm hình sự là một cái đơn vị chủ lực như thế này đó thì chúng tôi rất là yên tâm. Nói gì đó? Đi, đứng lại. Như súng đã lên đạn, việc thành phố Hồ Chí Minh tái lập lực lượng SBC chỉ còn là vấn đề thủ tục. Mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Lãnh đạo công an thành phố cho biết, ngay khi được sự đồng ý của Bộ Công an, lực lượng này sẽ đi vào hoạt động. Nhiều câu hỏi đang được đặt ra từ đề nghị tái lập lực lượng SBC của Công an thành phố Hồ Chí Minh. SBC được tái lập dựa trên lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm đang hoạt động. Vậy thì giữa hai lực lượng này có gì khác nhau? Hay đơn giản chỉ là đổi phiên hiệu theo kiểu như là bình mới rượu cũ mà thôi. Và được sự hợp tác của đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin cung cấp cho quý vị một so sánh như thế này để chúng ta có thể thấy rõ được hơn. Vâng, thưa quý vị, hình sự đặc nhiệm thì sẽ có hai cấp quản lý, đó là công an thành phố và công an quận huyện. Còn lực lượng SBC thì chỉ có một cấp là công an thành phố mà thôi, để có thể đảm bảo là tập trung chỉ huy thống nhất. Cảnh sát hình sự đặc nhiệm trước đây thì sẽ có nhiệm vụ là tấn công tất cả các loại tội phạm. Vâng, tấn công tất cả các loại tội phạm, trấn áp tất cả các loại tội phạm hình sự. Còn lực lượng SBC thì chỉ tập trung vào các loại tội phạm như là cướp, cướp giật hay là cướp giật có băng nhóm và tổ chức mà thôi. Và thêm một điều nữa, đó là cảnh sát hình sự đặc nhiệm thì sẽ hoạt động theo luật công an nhân dân. Trong khi đó thì SBC sẽ áp dụng một số điều khoản bổ sung trong bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Lực lượng SBC có thể sẽ đi vào đường ngược chiều, đường cấm hay là trong trung dựng tài sản, những phương tiện của người dân để có thể phục vụ cho việc bắt tội phạm.
Vâng, thưa quý vị, sự ra đời của những lực lượng như là SBC là vô cùng cấp bách. Bởi ngay trong tuần trước thôi, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã vừa sơ kết 3 tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Dù là cao điểm trong 3 tháng này, thế nhưng thành phố thì vẫn ghi nhận tới 218 vụ cướp giật tài sản, nghĩa là trung bình mỗi một ngày xảy ra từ 2 cho đến 3 vụ. Và có vẻ như là không lớn đối với một địa phương có hàng chục triệu dân như Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng với nhiều người dân, họ cho rằng báo cáo này vẫn chưa thể phản ánh hết được thực tế và cướp giật vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều người dân, nhiều du khách. Chị Hương chính là cô gái trong đoạn clip bị hai tên cướp giật giỏ sách khi vừa đặt chân đến chỗ làm việc trên đường Phan Văn Hớn, quận 12. Lúc đó thì bắt thình lình quá thì mình cũng hoảng hồn, mình không có kịp la lên cho mọi người tiếp ứng. Anh Khải là người chứng kiến đồng nghiệp của mình bị cướp ngay trước mắt. Đến bây giờ anh cũng chưa hết bàng hoàng. Hai tên cướp nó chạy từ đây, nó cướp cái túi sách của con bé nó với theo chạy té, rồi tôi nhìn thôi cũng bất ngờ, không thể nào mà bắt nó lại kịp. Cô diễn viên trẻ này cũng cho phóng viên biết mình vừa mới bị hai tên cướp giật giỏ sách đựng tiền, điện thoại, iPad trị giá hơn 30 triệu đồng ngay khi từ phim trường bước ra đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2. Định mở đây thì ngay lúc đó là có họ giật cái túi của tôi và theo quán tính là tôi bị ngã, quay một vòng và ngã xuống đất, và theo cái lực của cái xe đang đi thì tôi bị kéo đi ra khỏi chiếc xe. Tình trạng cướp giật không chỉ xảy ra thường xuyên vào ban đêm như trước đây, mà hiện nay ngay giữa ban ngày, chỗ đông người, các đối tượng cướp giật vẫn ngang nhiên hành động bất chấp mọi nỗ lực ngăn chặn của cơ quan chức năng. Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại là theo báo cáo mới nhất của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày thành phố có từ 2 đến 3 vụ cướp giật. Tuy nhiên như đã nói thì người dân cho rằng con số này là không chính xác, vì thực tế là nhiều người bị cướp giật đã không đến trình báo công an. Ngay trong sáng ngày hôm nay chúng tôi đã tiến hành một cuộc phỏng vấn đường phố xem là ở thời điểm này mọi người có cảm thấy an toàn khi ra đường hay không. Em nghĩ là phải gấp mấy chục lần con số đó chứ không phải là 2 hay 3. Thưa bà có cảm thấy an toàn mỗi khi đi ra đường không? Không, tôi ra đường là không thấy an toàn. Lúc nào cũng phải cẩn thận đồ đạc hết. Tại quay đi quay lại là sẽ bị liền. Giờ đi ra đường là ai cũng phải cảnh giác cả. Nên nó cảm giác rất là không an toàn và khó chịu. Thực ra thì chúng em đi cùng theo đoàn ạ. Và trong đoàn chúng em và cũng có một người vừa mới cũng bị giật túi ạ. Sáng nay đoàn em có một chị là chị ấy đi chợ buổi sáng và chị ấy đã bị giật mất cái túi của mình. Và chị ấy đeo đằng trước này là bị giật luôn ạ. Nên là bọn em cũng cảm thấy rất là lo lắng ạ. Hơi không được an toàn cho lắm, bởi vì tôi là hướng dẫn viên, tôi cũng nhắc nhở du khách thường xuyên là kiểm tra túi sách hay là giữ gìn tự mình. Tôi đã bị cướp ở một quán ăn vỉa hè, một bé gái đã giật cái túi sách của tôi, lấy tất cả tiền bạc và sau đó thì vứt cái túi lại. Những thông tin chúng tôi ghi nhận được cũng trùng khớp với khảo sát của một tờ báo lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành cách đây không lâu, cho rằng là khi hỏi rằng cứ 10 người thì có tới 9 người nói rằng là đường phố Thành phố Hồ Chí Minh họ cảm thấy không hề an toàn. Và bức xúc trước tình trạng này, thời gian qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều mô hình tự phát của quần chúng được thành lập để săn bắt cướp. Đó là những người dân rất đỗi bình thường thôi nhưng có thừa tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm nhưng còn thiếu cả nhiều cả về nghiệp vụ lẫn vũ khí. Thì đây là cái cọng dây mà để khống chế tội phạm, sau khi khống chế tội phạm. Công số 8, tự chế bằng dây nhựa. Long và các đồng đội phải tự chuẩn bị mọi thứ cho công việc săn bắt cướp. Họ thường chọn một góc công viên để tập luyện các kỹ năng tự vệ. Dù nghiệp dư, những kinh nghiệm này đã giúp các thành viên rất nhiều trong những lần bắt quả tang trộm cướp. Mình tạm thời mà khống chế là như vậy á, thì mình có thể mình kiểm soát được và bảo vệ cho chính bản thân mình cũng như là những người mà người dân đang đi đường. Thì đối tượng hiện nay rất là manh động, có thể là ngay cả dùng cả người đi đường để mà làm con tin. Anh em đi với nhau, cái công việc này không có trường lớp nào dạy cả, thì chỉ toàn là anh em chia sẻ kinh nghiệm ngày 1, ngày 2. Những nguy hiểm trong quá trình đuổi bắt, trấn áp tội phạm không làm chùn chân những hiệp sĩ đường phố. Nhóm của Long cho biết, trong quá trình hoạt động đã bắt quả tang hơn 200 vụ cướp giật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cái việc mà săn bắt cướp là 6 năm nay rồi. Thì do em phần là đam mê, chung là cũng thấy mình bất bình trước những cái vấn đề mà tai nạn trộm cắp cướp giật. Lắp camera lên đầu xe để làm bằng chứng cho mỗi lần đi bắt cướp. Công việc chính của nhóm hiệp sĩ này là tuần tra trên đường bằng xe máy. Dù còn nhiều khó khăn, Long và các đồng đội khẳng định cho đến khi nào còn tội phạm trên đường phố thì câu lạc bộ săn bắt cướp của họ vẫn sẽ tồn tại.
Đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định là luôn khuyến khích các câu lạc bộ hiệp sĩ đường phố như thế này. Thời gian tới khi mà lực lượng cảnh sát SBC chính quy được thành lập sẽ hỗ trợ nghiệp vụ và phương tiện liên lạc cho những nhóm hiệp sĩ để cùng đấu tranh với tội phạm. Với người dân Thành phố Hồ Chí Minh thì cái tên SBC đã trở thành một khái niệm mang nhiều màu sắc truyền kỳ. Lực lượng này từng được thành lập và hoạt động hàng chục năm sau giải phóng, nhưng những tư liệu và hình ảnh về họ đến nay thì không còn nhiều nữa. Chúng tôi đã đi tìm những nhân chứng sống, những người đã từng hoạt động trong lực lượng này để hy vọng từ đó tìm thấy được một phần lịch sử của SBC và cũng từ đó thấy được sức mạnh sẽ truyền lại cho SBC của thế kỷ 21. Người ta thường biết đến cảnh sát SBC qua những thước phim như thế này. Nhưng theo những gì mà chúng tôi tìm hiểu được, SBC còn đặc biệt hơn thế. SBC là một quyền thoại. Lực lượng sau bắt cướp là lực lượng lúc đó sử dụng bằng xe Honda 67. Chạy tốc độ cao, được sử dụng súng, chạy ngược chiều khi cần thiết. Và bắt đối tượng trong bất cứ hình thức nào. Ông Lê Tiến Dũng là một cảnh sát SBC đã về hưu. Nay thì ông trở thành thầy giáo. Hàng ngày, ông và các học trò sinh hoạt ở một câu lạc bộ thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Dũng chủ yếu dạy võ. Những kỹ thuật chiến đấu đầy sức mạnh mà ông rèn luyện từ thời còn làm cảnh sát, nhưng nay thì nó được vận dụng để đóng phim. Với ông, cảnh sát hay là diễn viên đóng thế thì cũng đều phải có chung một thứ, đó là lòng dũng cảm. Trong bất cướp á, người ta sẽ thực tế chiến đấu nhiều. Cascader là chỉ biểu diễn trên phương ảnh, nhưng tập luyện giữa cái vấn đề cascader thì khi giờ thực tế ngoài đường người ta té xe người ta cũng biết người té. Gặp đối tượng nguy hiểm người ta cũng có thể là một trong những cái hỗ trợ cho lực lượng bên ngành công an để khống chế đối tượng. Ở nhà, ông Dũng vẫn lưu giữ rất nhiều huân huy chương. Với ông, đó là kỷ vật vô giá, ghi dấu nhiều chiến công cùng các đồng đội trong lực lượng SBC được ghi tùng. Tôi đứng ở đây. Những hồi ức vinh quang và đẹp đẽ mà không phải lực lượng cảnh sát bình thường nào cũng có được.